Tổng thống Nga Putin đã rất tức giận sau vụ tấn công trực tiếp vào Điện Kremlin. Người phát ngôn của ông Putin nói rằng vụ tấn công bằng UAV vào nơi ở của Tổng thống Nga là hành động khủng bố nhằm đến nhà lãnh đạo tối cao của nước Nga. Trong khi phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin không có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra sự việc, mà ông đang làm việc ở một dinh thự ngoại ô thủ đô Moscow. Chúng tôi coi đây là hành động khủng bố được lên kế hoạch từ trước và âm mưu ám sát nhắm vào Tổng thống Nga trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Nga bảo lưu quyền đáp trả vụ tấn công này vào thời gian và địa điểm thích hợp. Còn cơ quan báo chí của Tổng thống Putin hôm 3 tháng 5 tuyên bố Nga sẵn sàng đáp trả Ukraine bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào Moscow thấy phù hợp. Mặc dù Tổng thống Nga Putin vẫn an toàn và tiếp tục làm việc như thường lệ. Theo hãng tin TASS, cuộc duyệt binh mừng ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến thứ hai ngày 9 tháng 5 vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Kiev không liên quan đến vụ tấn công Điện Kremlin. Chúng tôi không tấn công ông Putin hay thủ đô Moscow của Nga. Chúng tôi chỉ chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Khi được hỏi về lý do Moscow cáo buộc Kiev triển khai máy bay không người lái UAV tấn công Điện Kremlin, Tổng thống Zelensky cho rằng ông Putin không có chiến thắng nào và đang cần tạo động lực thúc đẩy người dân trong nước. Còn người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine thì giải thích cụ thể hơn rằng, bạn biết đấy, máy bay không người lái UAV cảm tử có thể được mua ở mọi cửa hàng bán đồ quân sự. Sự việc này cho thấy Liên bang Nga đang gặp phải một số vấn đề, nhưng vấn đề đó không hề liên quan đến UAV của Ukraine. Về phía Washington, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng Mỹ không thể xác thực những cáo buộc của Moscow và không nên tin toàn bộ những gì được Điện Kremlin đưa ra. Tuy nhiên, ngay buổi sáng hôm nay, hàng loạt hành động trả đũa của Nga đã bắt đầu. Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết, rạng sáng hôm nay, 4 tháng 5, hàng loạt vụ nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev và một số thành phố như Zaporizhia, Odessa ở miền Nam. Còi báo động cảnh báo tấn công tên lửa cũng được kích hoạt ở hầu hết khắp lãnh thổ Ukraine. Chính quyền thủ đô Kiev cho biết một số vụ nổ đã xuất hiện vào khoảng 2 giờ sáng. Phía Nga đã tấn công Kiev bằng đạn và tên lửa loại Shahed, có lẽ thuộc loại đạn đạo. Theo thông tin ban đầu, trong không phận Kiev, lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ toàn bộ tên lửa và máy bay không người lái của đối phương. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh thông tin và hiện chưa có báo cáo về thương vong thiệt hại. Nhưng phía Nga không dừng lại mà cảnh báo rằng không chỉ Kiev mà cả Washington cũng nên chuẩn bị tinh thần. Cần phải thông báo cho phía bên kia, trên hết là Washington, rằng máy bay không người lái cũng có thể ghé thăm Nhà Trắng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố quốc tế và những kẻ đang cố gắng che đậy nó.